nên với tôi là chiếc gậy hành quân, đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn, luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi, luyện cho thiên thần là chỉ tiến không lùi. Gậy trong tay mồ hôi đã bóng, màu gỗ quê hương mà cả mối tình dân, như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân. Trường Sơn ơi, nơi núi mờ xa mà ta chưa qua, có suối reo, có gió ngàn cây, có dâm cao vượt sâu mẫm lôi, mây trắng quyền dưới chân hướng bồi hợp, có đắng lửa đốt thiêu vách núi. Trường Sơn ơi, ta đến bên người với gậy quê hương. Trường Sơn ơi, ta đã lên đường, khi lửa tiền phương Nam nhắn ta gấp bước đường xa, khi thù dằn cơm nương cháy bỏng trong lòng ta. Hôm nay là tôi xin trân trọng giới thiệu trước kính thưa gia đình liệt sĩ, mẹ liệt sĩ, kính thưa anh hùng, là ban liên lạc của sư đoàn 320 quân đoàn 3, được sự nhất trí của trong ban lãnh đạo của ban liên lạc, anh hùng là thiếu tướng đại biểu quốc hội khóa 13, anh về đây thay mặt cho tỉnh Phú Thọ và các đồng chí ban liên lạc của Thanh Ba cùng thống nhất với tôi là ban liên lạc xã Hội Sơn, và hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu anh hùng về đây để trao quà Tết Xuân cho mẹ liệt sĩ anh hùng, mẹ liệt sĩ. Và ủy ban nhân xã tôi trân trọng giới thiệu có đồng chí Hùng, bí thư đảng ủy xã Hội Sơn, cùng các đồng chí trong chiến đấu cùng với anh Lê Văn Linh chết năm 1978, hôm nay cũng về dự đầy đủ. Xin trong này có 6 đồng chí đi cùng, Lê Văn Linh để sẽ cùng ở với tôi. Cũng là đầu xuân năm mới, không biết nói gì hơn, tôi xin chúc các đồng chí trong ban lãnh đạo liên lạc sư đoàn 20, chúc gia đình liệt sĩ và các đồng chí cùng đơn vị chúng tôi có một sức khỏe năm mới dồi dào mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều sự may mắn. Và tiếp theo xin trân trọng anh Hùng thay mặt cho ban liên lạc xin chào bà tặng cho mẹ nhỏ. Kính thưa đồng chí bí thư đảng ủy xã, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho cấp ủy chính quyền địa phương của xã Đô Sơn và ngoài, kính thưa mẹ của liệt sĩ Lê Văn Ninh, thưa toàn thể các đồng chí, theo cái chương trình công tác của thường trực ban liên lạc bản chiến đấu sư đoàn 320 tỉnh Phú Thọ, thì báo cáo đồng chí bí thư với lại gia đình là hôm nay chúng tôi có đi thăm một số gia đình liệt sĩ, anh em thương binh, bệnh binh của như vậy trên địa bàn huyện Thanh Ba. Thế từ sáng giờ thì các anh là cũng đã đi được 6 trường hợp, trường hợp này là 6. Thế hôm nay đi cùng tôi thì tôi là Ngô Văn Hùng. Anh vừa giới thiệu nhưng mà nó chưa đầy đủ lắm đúng không? Đấy. Quân hàm thì đeo đây là thiếu tướng rồi, các anh biết rồi. Nhưng mà nguyên là phó tư lệnh quân khu 2. Đấy, nguyên đại biểu quốc hội khóa 12, 13. Thế qua anh như thế. Hiện nay thì khi nghỉ hưu thì chúng tôi về làm cái ban liên lạc bạn chiến đấu sư đoàn 320 của tỉnh Phú Thọ, thể theo cái nguyện vọng tình cảm của anh em cán bộ chiến sĩ, những người lính của sư đoàn 320 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương. Thế các anh biết là nếu mà bộ đội thì rất là nhiều anh ạ, rất là đông, thế mà chúng tôi làm trong cái phạm vi tức là sư đoàn chúng tôi. Thế sư đoàn thì báo cáo ông chí bí thư là chúng tôi có một ban liên lạc trên tỉnh thì có 7 đồng chí thường trực trên tỉnh. Đấy, thế còn lại là các cái huyện, mỗi một huyện là một chi hội. Thế hôm nay là huyện Thanh Ba đây thì đồng chí Hồng ngồi gần anh ấy là trụ trưởng. Bên kia đồng chí Trọng, tức là nguyên bí thư của Sơn Cương ấy, bây giờ là trụ phó. Thế và các đồng chí ủy viên đấy, của cái chi hội Thanh Ba đấy, cùng đi với chúng tôi hôm nay. Thế báo cáo quanh như vậy. Thế thì hôm nay thường trực trên tỉnh chúng tôi có 7 đồng chí là đi đầy đủ hết.
Nên thưa mẹ và thưa gia đình, chuẩn bị bước sang năm mới, năm Nhâm Dần, thì thường trực ban liên lạc cũng còn là những người lính cùng đơn vị cùng chiến đấu với anh Ninh nhà mình, và cái anh Ninh thì đã anh dũng hy sinh vì cái sự nghiệp và cho dân tộc, cho tổ quốc. Thế hôm nay tôi còn đến thăm sức khỏe của mẹ và gia đình, thì thay mặt cho toàn thể anh em cán bộ chiến sĩ, thế rồi các cái đồng đội của chúng tôi, ban liên lạc sư đoàn 320, thì trước tiên là xin kính chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, để con để cháu làm điểm tựa tinh thần về đại sinh gia đình, để chúc gia đình như vậy là sĩ Lưu Văn Ninh sang một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của địa phương đã đón tiếp cùng với gia đình, đón tiếp anh em của tôi. Thế và xin kính chúc các đồng chí sang một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, lãnh đạo địa phương xã Đỗ Sơn luôn phát triển về kinh tế quốc phòng, về bảo đảm quốc phòng, kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ngày một vững mạnh. Thế và thường xuyên và chăm lo nhiều hơn nữa đối với các gia đình chính sách nói chung trên địa bàn của xã. Thêm một lần nữa xin chúc tất cả các đồng chí mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn buổi gặp mặt hôm nay. Kính thưa các đồng chí ban liên lạc sư đoàn 320, đây là về hôm nay các đồng chí nhất là về là cũng tổ chức đoàn ban liên lạc đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho mẹ liệt sĩ Lê Văn Ninh. Thế là về như đồng chí Hùng có ý kiến rồi, thế là đây là một cái sự quan tâm đặc biệt về cái chính sách là hậu phương quân đội, cũng như là có ý nghĩa là động viên là các gia đình liệt sĩ nhân dịp nhất là đón xuân Nhâm Dần, thì cũng thay mặt lãnh đạo địa phương xin kính chúc các đồng chí trong ban liên lạc cũng như gia đình là một sức khỏe, gia đình hạnh phúc và cũng chuẩn bị đón xuân cũng vui vẻ. Xin xin cảm ơn đồng chí bí thư. Mẹ ơi, chúng con có một chút quà của ít lòng nhiều để chúc sức khỏe của mẹ sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe nhé, để con cháu phát khởi. Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi thời gian trôi qua. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương. Ở tỉnh, coi như các bạn về thăm gia đình, coi như gia đình liệt sĩ, coi như là không biết nói gì hết. Cảm ơn tất cả sư đoàn 320 và cả tỉnh Phú Thọ, với gia đình cũng lời cảm ơn và chúc các bác sang năm mới năm Nhâm Thìn có một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe. Với gia đình cảm ơn Nhâm Dần, với gia đình không biết nói gì hơn. Cảm ơn các bác. Không xem linh.
chiếc gậy hành quân, đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn. Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi, luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lùi. Gậy trong tay mồ hôi đá bóng, màu gỗ quê hương mang cả mỗi tình dân. Như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người hằng. Trường Sơn ơi, cho dấu hiệp nguy bền tâm vững chí, trong bước đi nghe tiếng đồng quê, nghe gió reo bờ tre đồng lúa, nghe tiếng người mến thương vẫn dặn dò giữ vững truyền thống của đất nước. Trường Sơn ơi, ta đã lên đường với gậy quê hương. Trường Sơn ơi, chan chứa bao tình, cho gầy mòn dòng núi vẫn luôn giữ tâm lòng son. Sức trẻ đi cứu đường vững vàng hơn dãy Trường Sơn.